Ông không bằng lòng chuyện con nó dọn về ở bên nhà vợ hay sao? Mà tôi thấy ông chả phát biểu gì về chuyện này thế. Thì việc của chúng nó cứ để chúng nó tự quyết. Nhưng tôi đang hỏi ông có hài lòng không cơ mà. Lòng mình thì quan trọng gì? Quan trọng là lòng của chúng nó ấy chứ. Hay là nếu ông có ý kiến gì thì ông cứ nói ra một tiếng, biết đâu đấy nhà mình từ trước tới nay thằng Danh nó vẫn nghe lời ông nhất đấy. Nó nghe cả lời bà mà. Sao bà không nói nó một tiếng? Tôi thấy bà cũng chả vui vẻ gì hả? Tôi ngại thông gia. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là nhà mình cũng chật quá cơ. Người thì càng ngày càng đông mà cứ mắc kẹt trong cái dự án quy hoạch con khỉ này bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mà bán đi thì cũng rẻ thối rẻ nát ra, cũng chả đủ lo cho chúng nó. Thôi, nghĩ nhiều là gì cho nó mệt. Nó sang bên ấy ở thì càng tốt. Nhà mình lại rộng thêm ra. Cu Long lại có phòng ở riêng. Mà bà thì lại không phải đau đầu vì cái đám con dâu nó chí chóe. Được cả mọi đường còn gì nữa. Ông nói nghe cứ vô tâm thế nào. Con trai mình phải sang ở rể nhà người ta mà ông lại bảo là được cả đôi đường. Thì mình không đủ điều kiện để lo cho con thì để con nó tự lo, mình cứ ủng hộ là tốt rồi bà. Tôi chịu. Tôi chả dừng dưng như ông được. Ông không xót con, chứ tôi cứ nghĩ đến là thắt hết cả ruột cả gan. Đâu chả là nhà chúng nó gỡ với nhau là vui rồi. Thế bà tưởng là chúng nó thích ở chung với mình lắm đấy à?